chào tất cả mọi người. Hôm nay mời mọi người vô bếp cùng Thư nha. Hôm nay Thư sẽ làm món thịt ba chỉ kho mắm ruốc. Nguyên liệu gồm có thịt ba chỉ mình sắc sợi, mắm ruốc, rau sống, tỏi, tỏi băm, xả, nước mắm, muối, bột ngọt và đường. Thì mình sẽ vào khâu chuẩn bị là mình thử thịt. Bếp mình cũng đã bắt sẵn cho nó nóng rồi, thì chúng ta cho dầu ăn vào, cho vừa thôi nha mọi người, cho lượng ít thôi vì tí thịt ba chỉ nó sẽ ra mỡ. Cho tỏi vào, đấy, tỏi nó vàng thì chúng ta sẽ cho xả băm vào. Cho xả băm vào thì chúng ta đừng để nó chín, nó vàng quá nha, nó tươi tươi thôi, nó còn mùi thơm của xả. Nếu mọi người thích ăn xả nhiều thì cho nhiều, ăn ít thì cho ít nha mọi người. Nghe Thư xào xả vừa hơi yếu lại thôi chứ không có chín, không có vàng quá. Vàng quá thì nó mất mùi thơm của xả. Cho thịt vào. Cho thịt vào mình xào xăng lên. Cho nhiệt độ lên cao một tí. Mình đảo cho đều cho nó săn lên nha mọi người. Sau khi thịt đã săn rồi mình sẽ cho nguyên liệu vào nha mọi người. Mắm ruốc. Đấy, mọi người ăn mặn nhẹ thì cho theo mình thì cho 4 muỗng mắm ruốc. Mình cho đường. Món này ngót ngót còn mới ngon. Đấy, đường. Cho 2 muỗng bột ngọt. Muỗng muối thôi. Đây là nước mắm. Cho vừa phải thôi, tí mọi người nêm thử thôi, có đậm nhạt thì cho thêm nha mọi người. Đó, xào như gì nè, đến nó săn lên. Xào đều đi rồi cái mình lấy nắp mình đậy lại, mình cho lửa liu riu cho thịt nó chín. Trong khi chờ đợi thịt chín thì mình chuẩn bị nguyên liệu. Trang trí dĩa bảy tím mình múc ra nha mọi người.
ít lát cà chua nữa là được rồi. Trang trí đơn giản thôi. Ok. Vậy nó chờ mắm hút chín thôi, chờ thịt chín thôi. Thịt của mình cũng đã chín rồi, mình tắt bếp nha. Dọn ra ăn thôi. Chúng ta trang trí lên vài lá ớt ăn cho nó the the, cay cay nó mới ngon cơm. Mời cả nhà dùng bữa với mình nha. Cho lên một miếng thịt nè, dừa. Ngon không phải ngọt. Cả nhà nhớ ủng hộ kênh mình nha, nhớ nhấn subscribe, theo dõi kênh của mình để mình có động lực ra những video tiếp theo nha. Chào cả nhà, chúc cả nhà một ngày tốt lành.